Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đại hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 218. Chan đa cha tô anakha te manasa cha phu tô si ya kame su cha ap Atipat Thachitto Uthang Soto Tivut Chati. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nguyên thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh môn đầu lòng. Tế vi các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ. Chanda cha to anakhate mana sa cha phu to si ya kame su cha appa ti pa tha chit to o thang so to ti wuk cha ti. Chanda cha to anakhate mana sa cha phu to si ya kame su cha apati patha chitto uthang so to ti vuk cha ti. Chanda cha to anakha te mana sa cha phu to si ya kame su cha apati patha chitto uthang so to ti vuk cha ti. Chanda cha to anakha te mana sa cha phu to si ya kame su cha apati patha chitto uthang so to ti vuk cha ti. Dạ con xin hết. Kính mời cô Lạc Lê tiếp theo. Dạ alo. Dạ con cảm ơn đại đức. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Dạ con kính định để Thượng tọa Minh Hạnh, con kính định để Đại Đức Tiểu Đức. Dạ mến chào tất cả mẹ, con kính lễ với cô tu nữ. Dạ mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc số kệ 218. Chanh đa cha tô anakha te mana cha cha phu tô si ya ka me su cha ap pati patha chito uttha uttham so to tibhutkati. Chanda cha to anatta te mana sa ta cha puto si ya ta me su cha apati patha chito uttham so to tibhutkati. Ước vọng ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Và đó là bản dịch của Đại Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nguyện thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng. Tế vì các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu. Và phổ thơ của Ngài Giới Đức. Trần đa cha tô a nan ca thi ma na sa cha phụ tô si ya ca mê su cha a pa ti pa na chi tô ô tham sô tô tì vút cha tì chân đá cha tô a nát ca tê ma na cha ta phu tô si ya ta mê su cha ấp ba tì pa ta chi tô ô tham sô tô tì vút cha tì. Dạ con đã đọc xong câu kệ số 218, dẫn mời chị đồng đông ạ.
Dạ con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Dạ Sương Mai kính chào chư quý thiện hữu. Con xin đọc Pháp Cú 218. Chanda cha tô anak kha tê mana sa cha phu tô si ya ca mê su cha appa tít bát tha chít tô út thăng Sô tô tí bút chá tí chành đá chà tô á ná khà tệ ma má ná xà chá phút tô xí già cà mê xú chá bát tí bát thà chí tô út thằng sô tô tí bút chá tí chành đá chà tô á ná khà tệ ma ná xà chá phút tô xí già Cà mê su cha áp ba ti ba ta ti tô u thăng so tô ti vu cha ti chan đa cha tô a na kha te ma na sa cha phu tô si ya Cà mê su cha áp ba ti ba ta ti tô u thăng so tô ti vu cha ti ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu bản chuyển ngữ hòa thượng Minh Châu nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động thánh môn đầu lậu dòng tế vi các ái tiêu vong những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu bản phổ thơ hòa thượng với đức dạ con đã đọc xong kính dâng bích lễ chị Rạng Đông ạ. Sa thú chị Sương Mai, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Nhân Pháp. Con kính chào đạo tràng. Và sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 218. Chanda đa cha tô a na kha tê Mana sa cha phu tô si ya ca mê su cha ap pa ti ba tha chit tô ut thang so tô ti vut cha ti chan đa cha tô a na kha tê Mana sa cha phu tô si ya ca mê su cha ap pa ti ba tha chit tô ut thang so tô ti vut cha ti Chan đa cha tô a na kha tê ma na sa cha phu tô si ya ca mê su cha ap ba ti ba tha chít tô u thang so tô ti vu cha ti ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu Chan đa cha tô a na kha tê ma na sa cha phu tô si ya ca mê su cha ấp pa ti ba tha chít tô u thăng so tô ti bút cha ti nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng tế di các ái tiêu vong những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu bản dịch của hòa thượng Giới Đức Kính mời Sistina. Dạ con cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 218. Chanda cha to anak kha te manasa cha puto si ya kame su cha apati pan tha chin to un thang so to ti vut cha ti chanda cha to anak kha te manasa cha pu to si ya kame su cha apati pat tha chit to un thang so to ti vut cha ti ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xưng gọi bậc thượng lưu của hòa thượng Thích Minh Châu
chân đá cha tu anang kha te mana sa cha phu tu si ya kame su cha am ba ti ban tha chin to o thang so to ti un cha ti chân đá cha tu anang kha te mana sa cha phu tu si ya Kame su cha apati ban tha chi to un thang so to ti un cha ti. Nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu của hòa thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng thọ minh hạnh, kính lễ đại đức minh mẫn, kính lễ đại đức tuệ đức, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam kính nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 218. Và cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Chanda cha to anakate manasa chaputo siya kame su cha apati patta citto uthang uthang so to ti uchati chanda so to anakate Mana sa cha phu tu si ya ca me su cha áp bá ti bát tha chi tu ut thăng so tu ti ut cha ti chanda cha chanda cha tu anak kha te Manasa cha phu tu si ya kame su cha apati patta citto uthang so to ti uchati ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu. Phổ thơ hòa thượng Thích Minh Châu. Nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu. Phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Dạ tự nhiên đã ôn bài xong và dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ kính mời chị ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 218. Chan đá cha tô á nát kha tê ma ná sa chá phú tô xí gia ca mê xú chá áp bá tí phát thá chít tô út thăng sô tô tí út chá tí chan đá cha tô á nát kha tê ma ná sa chá phú tô xí gia ca mê su chá áp bát tí bát thá ít tô út thăng sô tô tí bút chá tí chan đá cha tô á nát kha tê ma ná sa chá phú tô chí già ca mê su chá áp bát tí bát thá chít tô út thăng sô tô tí bút chá tí
ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, Châu. Nguyện thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng. Tế vi các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và cẩm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Sa thu lành thầy, xin cảm ơn. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng Chân Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 218. Chanda cha to anakhate manasa cha putho siya kame suja apati bata chito uthang soto divukjati chanda cha to anakhate manasa cha putho siya kame suja apati bata chito uthang soto divukjati Chanda chato anakate manasa chaputo siya kame suja apati bata chito uthang soto divukjati. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Bản hoạt dịch của ngài Minh Châu. Nguyện thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng. Tế vi các ái tiêu vong, những bậc tiêu vậy xứng dòng thượng lưu. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nhà Nam Mô Phật Tha Gia, con xin được xuống mic và kính mời cô tu nữ Như Pháp với mic Nhật Huỳnh. Nhà kính mời cô tu nữ Nhật, Như Pháp. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quá Thanh Á và cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức, Minh Mẫn Đại Đức, Tỷ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ tại viên. Như Pháp kính chào Vinh Quách Thanh Á, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào người phương Nam, mến chào Thanh Thủy, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Sẵn Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, mến chào Châu Khoan, kính chào cô Sương Mai, mến chào cô Lạc Lê, mến chào Thi Na, kính chào Ngờ Sắc, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Sati Amata. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con xin phép được ông bài câu pháp cú kinh số 218. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào chưa ông bài thì cho Như Pháp biết được tín hiệu à. Dạ, nếu mà đưa bàn tay lên thì Như Pháp xin nhường mic ạ. Dạ, bây giờ thì con xin được ông bài. Cảm ơn Vinh Quá Thanh Á cho bài học. Chanda chato anakhate manasa chaputo siya kame sucha appati patta citta uttan soto tibuchati. Chanda chato anakhate manasa chaputo siya kame sucha appati patta citta uttan soto tibuchati. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả,
tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, con xin phép được kể. Dạ, cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Chành đá cha tơ à nạn tha tê nạ sa cha phu cha tổ si ya cà mẹ su cha áp bà tiệp ba tha cà mẹ chu ba áp bà ti ba tha chít tơ ủa thăng sơ tơ thì vụt cha ti. Miệng thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động, thánh môn đầu lòng đầu dòng tể vi các ải tiêu vong, những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu. Dạ, đây là bản hổ thơ của hạnh ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã tiên phong ông bài câu pháp của kinh số 218. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và tất cả anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ôn bài câu pháp cú kinh 218. Đây thì đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 219. Và cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng dễ Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 219. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ sa thú lành thai, kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. À, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ pháp cú số 219. Trong câu kệ này
Đầu tiên chúng ta học về từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng ta học về duyên sự. Và cuối cùng thứ ba là phần thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 219 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Chi rắp pa wa sin. Chi rắp pa wa sin pu ri sang. Chi rắp pa wa sin pu ri sang. Đoạn thứ hai: Du ra to sut thi ma ga tang. Du ra to sut thi ma ga tang. Đoạn thứ ba: Nhà ti mít ta su hát chà chá. Nhà ti mít ta su hát chà chá. Đoạn thứ tư: A phi nàn đàn ti a gà tăng. A phi nàn đàn ti a gà tăng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có hai từ, từ đầu tiên chi rắp pa wa sin. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, chi ra cộng với là pa wa sin. Pa wa sin là pa wa si mà chia theo đối cách. Đối cách tức là cách thứ hai. Xin lỗi quý vị không phải ha. Pa wa si ya. Pa wa si tận cùng vị ngữ y thì có thể chia được cả ba giống. Là giống nam, giống đực, giống cái và giống trung. Thì ở đây lấy theo nghĩa giống trung, thành ra pa wa si. Chia theo chủ cấp thì nó có cái hình thức là in. Chi ra có nghĩa đó là chúng ta nhớ có cái từ là a chi răng. A chi răng đó là mau hay là không có bền. Thành ra chi ra đó là lâu hay là bền. Ở đây có cái nghĩa trạng từ ha, thành ra mình lấy cái nghĩa đó là lâu hay là dài. Rồi pa wa si. Pa wa si ở đây đó là danh từ chỉ cho người, có nghĩa là người ở hải ngoại hay là người ở xa quê hương xứ sở. Tức là người ở xa đó, mình lấy nghĩa gọn là người ở xa. Rồi từ tiếp theo nếu mà mình lấy nghĩa nguyên cả cái cụm từ là chưa rắp qua xin, đó là người ly, người ở ở hải ngoại lâu ngày, người ở hải ngoại lâu ngày, hoặc là người ngày hòa thượng Minh Châu người dịch đó là người ly hương, người ly hương lâu ngày, là rời xa quê hương lâu lắm rồi. Từ thứ hai Purisang là Purisa chia theo đối cách, Purisa dịch là người.
Hai cái này là chúng ta thấy nó nếu mà theo văn phạm đó thì xin thưa quý vị ha, nguyên cả một cái cụm từ là chữ rắp bắt qua xin phụ để sang. Đây là một cái noun phrase. Thì từ chữ rắp bắt qua xin nó phải bổ nghĩa cho cái từ phụ để sang ở đằng sau. Mà phụ để sang, phụ để xá là một cái danh từ nam tính. Nếu mà chia theo ăn đó thì là đối cấp. Nhưng trong trường hợp này đó thì là cái noun phrase nó phải đóng cái vai trò là chủ ngữ. Nó phải đóng cái vai trò là chủ ngữ để nó có cái vị ngữ ở đằng sau đó là xuất thi ma ga măng. Mà thành ra không biết ra làm sao ở đây đó là chia phú ri săn. Thay vì phải là phú ri sô. Nếu mà căn cứ theo văn phạm mà chia đó ha, thì nguyên cả cái đoạn một đó ha, là một cái noun phrase, nó đóng vai trò là chủ ngữ. Thành ra đó là nếu mà phân tích theo ngữ pháp này ha, thì purisang là purisa chia theo đối cấp. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu đó là chủ cách. Để chị rắp bắt qua xin phụ để sang là người ly hương lâu ngày. Rồi tới cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên du ra tô. Du ra tô là du ra mà thêm hậu tố từ, tức là cái từ sau đó là tô. Thì từ tô thêm vào ở trong danh từ hoặc là chính tính từ đó để chỉ nghĩa xuất xứ, tức là mang ý nghĩa cách thứ năm ở trong Bali đó. Thì du ra có nghĩa là xa xôi. Thì thêm hậu tố từ tô vô đó, nó có cái nghĩa đó là từ nơi xa hay từ phương xa. Rồi từ tiếp theo, Suthimagatang. Suthimagatang đây là một cái hợp từ Suthin cộng với là Agatang. Thì cả hai từ này đó đều chia theo đối cách. Cái này mà nếu phân tích theo văn phạm Pali đó thì xin thưa quý vị đó là nguyên cái cụm từ này cũng phải được hiểu nghĩa là chủ cách. Thì xuất thin này cộng với là a ca tăng. Thì xuất thin đó là chia ở đối cách. Là xuất thi mà chia theo đối cách thành ra nó có cái hình thức là in. Còn a ga tăng đó là a ga tá. A ga tá đây là một cái quá khứ phân từ. Một cái quá khứ phân từ này mình có thể chia theo giống đực cũng được, chia theo giống cái cũng được, mà chia theo giống trung cũng được. Thì trong trường hợp này mình lấy theo cái nghĩa là giống trung. Thì a ga tăng này mới là chủ cách được. Còn nếu mà nam tính đó, thì ăn này đó là đối cách.
À, thì chữ xuất thị đó, xuất thị, xuất thinh đó, có nghĩa là sự đây nè, sự an lạc mà, sự an lành nè. Ngài Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó là an toàn, sự an toàn. Còn Agatang đó là từ cái động từ Agacchati, hay là trở về. Thì Agata đó là quá khứ phân từ, hoặc là mình lấy theo cái nghĩa là Cheren là danh động từ, thì lúc đó chỉ cho người, đó là người trở về. Sotthing Agatang là người trở về an lành hay là người trở về an toàn, hay là người trở về an vui. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên nha tí mitta, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra nha tí cộng với là mitta. Nha tí là quyến thuộc, mitta là bạn bè. Mitta chia theo chủ cách số nhiều, là những bạn bè và quyến thuộc. Rồi từ tiếp theo suhaccha. Suhaccha là suhaccha mà chia theo chủ cách số nhiều. Chúng ta thấy hai cái từ này đó đều chia cùng cách, vì nó nối bởi cái liên từ và cha ở đằng sau, thành ra hai từ đó nó phải chia giống nhau. Suhaccha, suhaccha có nghĩa là thân hữu hay là đạo hữu. Thân hữu hay đạo hữu, ở đây ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch rất là gọn luôn ha. Nha tiếng Bích Ta ngài dịch là bà con ha, rồi suhaccha ngài dịch là thân hữu. Chữ chá đằng sau có nghĩa là và. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên Afinandanti, Afinandanti Afinandanti này là cái động từ. Chúng ta có học cái phẩm phẩm gì đây nè? Phẩm gì đây mà đại loại có những cái câu kệ như là nay vui đời sau vui nè ha, nay hoan hỷ đời sau hỷ hoan. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt gặp có cái động từ là nandati. Nandati, nandati có nghĩa là hân hoan, hay là hoan hỷ hay là vui mừng. Thì bây giờ thêm một cái tiếp động ngữ afi, afi chỉ cho cái mức độ sâu sắc, tột độ. Thành ra ở đây cái động từ afi nandati, afi nandati mà chia theo chủ cách ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anti. Afinandati có nghĩa là hoan hỷ tột độ, hay là vui mừng tột độ. Từ tiếp theo Agata là Agatang. Agatang là từ cái Cheren, tức là danh động từ Agata. Chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè.
Chúng ta lấy cái đoạn thứ ba và thứ tư chúng ta dịch trước ha. Chúng ta thấy ở trong cái đoạn thứ ba và thứ tư nó có cái động từ nè. Nha tí mít ta su hát cha chá là bà con và đạo hữu. Để coi nghe một thượng dịch sao quên. Bà con cùng thân hữu hay là bà con và thân hữu hay đạo hữu gì cũng được ha. Bà con và đạo hữu á phi nan đàn tí ha, là vui mừng tột độ ha, vui mừng tột độ với a gà tăng ha, người trở về đó. Thì cái người trở về này nè mới được định nghĩa ở trên nè. Chi rập wa xin pu rì sang ha, là người ly hương lâu ngày, du ra tô từ phương xa, xuất thiên xuất thi ma gá tăng trở về một cách an toàn. Đó, dịch vậy đó. Hoặc là mình đưa cái đoạn 1 và đoạn 2 thành một cái trạng từ hay là một cái phrase ha, ra ở đằng trước cũng được. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 219. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 219. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Cùng toàn thể bà con chư Phật tử, chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi Svakato bhagavata thammo thammang namassami Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkang namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Xin được cúng dường đến chư Tôn Đức và chia đều đến bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Rum Pháp Cú Kinh, Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 219. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 220. Hai câu kệ này nằm trong phẩm Piyawakka, phẩm hỷ ái, có cùng một duyên sự. Quý vị nghe hơi nhỏ ha. Nghe hơi nhỏ thì chúng tôi chỉnh nó to lên tí. Chắc là ok rồi. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Isipatana.
Isipatanamigada ye tatrakho, cái này là cái chỗ ha, mà được nói đến ở trong cái bài kinh chuyển Pháp Luân đó, nơi năm thầy Kiều Trần Như. Nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên. Ở cái chỗ đó ha, và cái xứ sở đó là xứ sở đó, nhưng mà người đó, đề cập đến người là chàng thanh niên Nandiya, đó là tại thành Varanasi. Có một cái chàng thanh niên nọ tên là Nandiya. Anh này là con trai một ở trong một gia đình giàu có và có cái niềm tin rất là sâu sắc đối với Tam Bảo. Cha mẹ của anh này đó có niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo, thì bản thân anh này cũng có niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo. Và cả gia đình đều hộ độ Tam Bảo rất rất là đắc lực. Chẳng những hộ độ Tam Bảo mà cũng hộ độ cho những ai cần nữa. Có thể chúng ta hiểu hay có thể nói gia đình này cũng gần gần giống như cái cách sinh hoạt, sở hành hành vi lối sống của gia đình này nè, cũng gần gần giống như là ông cấp cô độc vậy. Ngoài cái chuyện hộ trì Tam Bảo ra thì những ai có nhu cầu cần thì họ cũng giúp đỡ luôn. Và anh này là con một mà cái thành ra đó là giàu có biết đạo Phật, nhưng mà cũng nghĩ đến cái chuyện nối dõi tông đường, thành ra đó là cha mẹ mới kêu anh này cưới vợ. Thì có một cái cô gái nọ tương xứng như là môn đăng hộ đối, nhưng mà cái cô đó thì lại không có tin Phật Pháp Tăng, và cũng không có quan hỷ trong cái việc là hộ độ Tam Bảo. Cha mẹ cậu này đó muốn cậu cưới cái cô đó, thì biết chuyện ra vậy đó, thành ra cậu này không có quan hỷ, không có muốn cưới. Thì lúc bấy giờ đó, người mẹ của cậu Nandiya này đã phải đến nói chuyện với cái cô kia. Nói rằng con của tôi có cái sở hành hành vi lối sống là có niềm tin nơi Tam Bảo, hộ độ Tam Bảo, tức là có giới nè, có tính nè, có khí nè, có tuệ. Thì bây giờ đó cô cũng nên trao dồi sao đó để cô có giới nè, có tính nè, có khí nè, có tuệ. Cả hai người đều có bốn pháp này đó, thì mới xứng danh vợ chồng trọn đời trọn kiếp. Và xin thưa quý vị, bốn pháp này đó Đức Thế Tôn này dạy cho hai vợ chồng ông bà La Môn đó. Ông bà La Môn thương yêu nhau và muốn đời sau kiếp khác đó, hai vợ chồng mình cũng là vợ chồng với nhau nữa, thì Đức Thế Tôn ngài nói đó, muốn vậy đó thì hai người phải có bốn pháp này, tức là đồng giới, đồng tính, đồng thí. Thí ở đây là xả thí, xin thưa quý vị, cha gá chứ không phải là đa ná. Xả thí, rồi là tuệ. Đồng giới, đồng tính, đồng thí, đồng tuệ. Đó, thì hai người đó, đó sẽ sống đời, sống vợ chồng hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Và có thể đó đến các cái kiếp sau sau, nếu mà chưa có vô dư y niết bàn đó, thì cũng gặp lại nhau và sáp lại với nhau. Thì có lẽ đó cái cô này cổ thấy gia đình anh chàng này tử tế nè, và anh này chắc cũng là cao ráo đẹp trai nè, rồi là có tài, có đức, thành ra đó là cổ thương, cổ quý, cổ mến, cổ kính, thành ra đó là cổ mới chịu thay đổi cái tính tình của mình. Và cổ đã đồng ý với anh chàng này,
Là ưa, em sẽ cố gắng làm theo lời ấm. Và như vậy hai người này đã trở thành vợ chồng với nhau. Thì khi thành vợ chồng với nhau đó là toàn bộ quyền hạn ở trong gia đình đó, như là cai quản người ăn kẻ ở, là quản xuyến tài sản của cải vật chất đó, anh này đều giao hết cho cái cô này. Một thời gian sau đó, cha mẹ lớn tuổi qua đời, thì xin thưa quý vị, cái niềm tin của cái anh thiện nam Nam Đi Giá này nè, càng ngày đó càng được củng cố và càng được tăng tiến hơn nữa. Thành thử ra đó là thời cha mẹ đó thì chỉ có bố thí cúng dường thức ăn đồ uống, rồi đồ mặc thuốc trị bệnh cho chư tăng này kia thôi, người tu thôi. Nhưng đến thời anh này đó thì anh còn xây các cái phước xá mà, làm giếng nước nè, để cho cái người người ta cơ nhở đồ này kia đó, người ta có cái chỗ để dần chân, có nước để uống. Và ảnh còn xây chùa để cúng dường đến Phật, cúng dường đến tăng nữa. Tức là ảnh thời cha mẹ làm phước ít, mà đến thời ảnh làm phước còn nhiều hơn nữa. Thì chúng ta cũng hiểu ha, là khi mà mình sống lành sống thiện á, mà cái thiện và cái lành đó đã đạt đến chỗ hoàn hảo đó, thì xin thưa quý vị đó, thiện nó trợ thiện bằng thường cận, thường cận ý duyên. Thành ra đó, khi mà mình sống thiện vậy đó thì nó kích thích, nó là chất xúc tác để cho những cái nhân thiện quá khứ mình đã tạo đó nó trổ quả sớm hơn. Và chính vì vậy đó thì thành thử ra chúng ta mới thấy những cái người mà làm phước toàn tâm toàn ý đó, thì chúng ta thấy đó là những cái người đó giàu, rồi càng giàu hơn nữa. Và chiêm nghiệm quý vị thấy đó, như là ông cấp cô độc này, có một thời gian là ông hết của, nhưng mà rồi đó không có trở lại. Và quý sa kha cũng vậy nè, hoặc là ông chô tí cá đó, càng làm phước càng giàu. Tức là thiện trợ thiện bằng thường cận ý duyên, nó kích thích cho cái thiện quá khứ mau trổ quả hơn. Chính vì vậy đó mà đời cha làm phước ít, đến đời con đó làm phước mạnh hơn nữa. Và sau khi mà anh này anh xây cái ngôi chùa cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng xong đó, thì lạ lùng thay, xin thưa quý vị, ở trên cõi trời 33 mọc ra một cái lâu đài bằng bảy báu nguy nga tráng lệ, có người hầu kẻ hạ sẵn đó để chờ anh này sanh ra. Thì ở cái phần này nè, chúng ta cũng đã nghe một cái câu chuyện là ông hình như là ông thiện nam Thâm Biết Cáo, ông làm phước rồi ông xây chùa rồi xong đó, thì ở trên cung trời đạo lợi cũng mọc ra một cái lâu đài để chờ sẵn ổng lên trển ổng sử dụng. Ổng lên trển sử dụng. Thì trở lại câu chuyện, một lần nọ Tôn giả Mục Kiền Liên ngài mới dùng thần thông để vân du lên cõi trời xem coi các tiên nữ tiên nam sống ra làm sao, do nhân gì duyên gì họ sanh về đó. Thì bây giờ ngài mới thấy một cái lâu đài nguy nga tráng lệ, rất là đẹp đẽ, được xây bằng bảy báu. Thấy lạ cái ngài mới đến đó. Ngài hỏi cái các tiên nam tiên nữ, mà tiên nam tiên nữ này đó là người hầu kẻ hạ ở trong cái lâu đài đó đó, xin thú vị. Họ mới trả lời nói bạch ngài, cái tòa lâu đài này đó là con trai của mình nói gọn lại đi ha, cái lâu đài này đó là của công tử Nan Đi Giá. Công tử Nan Đi Giá cất chùa xong cúng dường đến Đức Phật cùng với tứ phương tăng, cho nên đó là cái lâu đài này phát sanh lên do cái nhân phước đó của cậu công tử, để chờ sẵn ở đây cho cậu công tử đó lên sử dụng.
Rồi họ còn cho biết nữa là bạch ngài, chúng con là những người hầu ở đây sẵn trực chờ chủ về để mà phục vụ. Sau khi nghe các thiên nam thiên nữ đó trả lời vậy xong, tôn giả A Nan, tôn giả Mục Kiền Liên đó mới trở về cõi người và đến đảnh lễ bạch hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, có phải chăng là trong khi mà con người còn sống ở nhân gian, những thiện nghiệp mà họ đã tạo đó thì cũng kết quả thành tài sản có sẵn nơi thiên giới phải không? Đức Thế Tôn ngài trả lời, ngài nói: Nè Mục Ca Lan á, chính ngươi đã thấy tận mắt cái phước báo của Nan Đi Giá đã thành, đã thành tựu sẵn ở cõi trời đạo lỡ rối, thì tại sao ngươi còn hỏi Như Lai nữa? Cái tôn giả Nan, tôn giả Mục Kiền Liên đó mới hỏi lại một lần nữa cho nó chắc là bạch ngài, quả có thật như thế à? Cái Đức Thế Tôn ngài mới giải thích, nói: Nè Mục Mốc Ca Lan á, vì cớ gì mà ngươi lại nói như vậy? Ví như đứa con trai hay là đứa em trai vắng nhà lâu ngày, từ xứ xa xôi trở về đứng tại cổng làng, thì bất kỳ ai ở trong cái làng đó đó mà trông thấy nó thì đều lật đật chạy về nhà để báo tin, nói rằng cậu ấy trở về rồi, cậu ấy trở về rồi. Thì tất nhiên thân bằng quyến thuộc của cái cậu ấy đó rất là vui mừng hớn hở, vội vàng ra đón tiếp. Như là chào cậu, chào con mới về. Cũng như thế ấy, người nữ hoặc là người nam đã tạo thiện nghiệp ở đây, tức là ở cái cuộc đời này nè, thì sau khi từ giã cái cõi này đi tái sanh ở cảnh giới khác, sẽ được chư thiên mang theo các cái lễ vật của trời quan hỷ đến tranh nhau để mà tiếp rước, nói rằng mời cô hay là mời chú về đây, về đây, về đây, về đây, vân vân vân. Ngài dạy vậy xong cái ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu, bữa sau chúng ta sẽ học câu kệ kế tiếp. Câu kệ hôm nay Đức Thế Tôn ngài dạy: Chư Rappa Wa Sin Puri San Durato Sutthi Ma Gatang Nhà Ti Mitta Suhacha Chat Afi Nan Dan Ti A Gatang. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Lâu ngày làm khách ly hương, an toàn trở lại, hỏi đường về thăm, bà con quyến thuộc xa gần, bạn bè quan hỷ thôn lân đón chào. Và có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là những cái phần tham khảo để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali, cộng với những cái gợi ý của duyên sự, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu rõ ràng ý nghĩa mà câu kệ Bali này dạy cho tất cả chúng ta. Xin thưa quý vị, cái câu kệ này là cái câu kệ đầu, còn một cái câu kệ tiếp theo nữa, thì thành ra đó, chúng ta hiểu cái câu kệ này là cái phần ẩn dụ Đức Thế Tôn này đưa ra thôi. Thì có thể trong lúc giảng chúng tôi sẽ phải gọi là giảng lạm qua một tí ở cái câu kệ tiếp theo, vì như chúng tôi nói đó, câu kệ này là cái ẩn dụ Đức Thế Tôn này đưa ra để so sánh với cái thiện nghiệp mà chúng sinh đã tạo. Thì cái câu kệ này đó, nhìn vô đó ha, chúng ta hiểu cái đại ý là như thế nào.
Nhìn vô cái câu kệ, trước hết chúng ta phải hiểu cái đại ý cái đã. Rồi từ cái chỗ đại ý đó đó, cái bắt đầu mình mới phân chi ly chi tiết ra. Thì khi mà phân chi ly chi tiết ra vậy đó, thì cái trí tuệ của mình đó, nó mới sâu sắc hơn, xin thưa quý vị. Nhưng mà tại sao mình phải lấy được cái đại ý? Vì mình lấy được cái đại ý, tức là mình có thể gom được, gom ý được của cái câu đó. Gom ý được của cái câu đó, thì lúc đó, đó mình có tán, có giảng cỡ nào đó, thì cũng không có bị lạc đề. Chứ mình mà không có lấy được cái đại ý mà mình tán rồi mình giảng, thì lúc đó sẽ đi, đi không có đường gì luôn á. Thì bây giờ đó ha, mình sẽ không có ha, một nè là nắm được cái chủ đề hay là đề tài đó, thứ hai đó là không có mổ xẻ được cái chủ đề hay cái đề tài đó, và thứ ba đó là mình sẽ không có nắm bắt được cái phương pháp cách thức để giải quyết cái chủ đề đó một cách hợp lý. Và nếu mà người giảng lẫn người nghe đó ha, đều không có nắm được cái quy tắc này nè đó, thì lúc đó đó những cái gì mà mình nghe đó, xin thưa quý vị, nó không có hỗ trợ để khiến cho những cái gì mà mình đã nghe đó, được sáng tỏ thêm, được sáng tỏ hơn. Và như vậy đó thì là mình sẽ dễ dàng rơi vô cái định kiến đó. Xin thưa với quý vị đó là mỗi một cái đề tài pháp mà mình nghe này, mình đang nghe đây đó, thì những cái đề tài pháp này nè, hoặc là mình sẽ biết cái mới, hoặc là hỗ trợ để cho mình rõ ràng hơn những cái mà mình đã biết. Dạ, mình học pháp, mình nghe pháp, mình phải hiểu pháp theo cái kiểu đó đó, thì trí tuệ của mình mới rộng ra, mới sâu sắc hơn. Và những cái gì mà mình học, mình nghe đó đó, nó mới có thể là trở thành cái của mình được. Chứ còn không đó thì là của người ta không. Rồi trở lại cái bài học của mình. Vậy thì đại ý của cái câu kệ này là gì? Câu kệ này đó, Đức Thế Tôn Ngài dùng một cái hình ảnh ẩn dụ. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu, thân hoan đón chào mừng. Bà con cùng thân hữu ở đây đó, mình hiểu là cái quả nè. Mà hân hoan đón chào mừng thì bà con cùng thân hữu này nè phải là những người tốt. Những người tốt thì mình, người ta mới hân hoan đón chào mừng. Chứ còn bà con thân hữu chúng ta hiểu ở trong cuộc đời này đó, bà con thân hữu có hai. Một là bà con thân hữu ủng hộ mình. Thứ hai, bà con thân hữu trù ẻo, trù dập mình. Bà con cùng thân hữu đó mà ủng hộ nè, nâng đỡ nè, giúp đỡ nè, thì đó là cái quả lành. Còn bà con cùng thân hữu nè mà trù ẻo nè, trù dập mình nè, thì đó là cái quả khổ. Thì ở đây cho mình biết đó là gì, là hân hoan đón chào mừng, cái thành ra là bà con cùng thân hữu này nè là quả lành, quả thiện. Thì quả lành quả thiện là do mình đã tạo nhân lành nhân thiện. Như qua duyên sự đó chúng ta thấy là cái anh chàng thanh niên Nam Di Giá đó, ảnh tạo nhân lành nhân thiện, thì thành ra sẽ được cái quả lành quả thiện, đó là có tiên nam tiên nữ ở sẵn trển để đón chào. Rồi khách lâu ngày ly hương an toàn, lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, vậy thì khách lâu ngày ly hương ở đây đó mình hiểu sao? Khách lâu ngày ly hương ở đây đó mình có thể hiểu vậy nè,
vì trong vòng tử sanh luân hồi đó do mê mờ lầm lạc nè ha, do mê mờ lầm lạc đó, đó cái mình sống dễ vui, đó, sống dễ vui thì thành ra là gì? Phải lăn trôi khắp các nơi, hết chỗ này đến chỗ kia, hết cõi này đến cõi kia, hết làm loại này đến làm loại kia, đó là đi riết 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 vậy đó. À, rồi bây giờ an toàn từ xa về, thế an toàn từ xa về là sao? À, là đến một lúc nào đó đó, à, cái bắt đầu đó là gì? À, quay đầu hướng thiện. Dạ, thì khi mà quay đầu hướng thiện đó thì là bắt đầu đó tự bản thân của mình phục thiện, tự bản thân của mình đó là sửa đổi thân hành, sửa đổi khẩu hạnh. Bây giờ theo bà con ha, à, mình có anh chị em nè, hoặc là con cháu nè, hoặc là bạn bè nè. À, từ trước tới giờ đó nó sống dễ vui nè, phóng túng hại làng hại xóm, khiến cho gia đình đó là bị tai tiếng nè, vân vân. Bây giờ nó phóng hạ đầu đau, nó biết phục thiện, nó sửa chữa lại, nó không có phá làng phá xóm vậy nữa, nhưng mà nó lo tu tâm nè, dưỡng tính nè, có hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ nè, có nuôi nấng chồng vợ con cái nè, có giúp ích hàng quyến thuộc nè, nó biết phục thiện vậy đó. Đó thì lúc đó đó ha, mình là những người thân đó, như mình là cha là mẹ nè, hoặc là anh là em nè, cô bác chú dì dượng nè, hoặc là bạn hữu đó. À, thì lúc đó có phải đó là mình dang rộng cái vòng tay để đón chào người đó không? Có phải đó là mình hoan hỷ nè, vui vẻ nè với cái sở hành vi lối sống hiện tại của người đó không? Thành ra đó, cái hình ảnh ẩn dụ Đức Thế Tôn ngài đưa ra đây đó, mình phải hiểu là như vậy. À, khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, tức có nghĩa đó là mình đi ta bà khắp các nơi luân hồi, tử sanh sanh tử, đó là vì do dễ vui, nó gọn là vậy. Nhưng mà dĩ nhiên nói cho nó rộng ra đó thì là do gì? Do vô minh, có bắt đầu là gì? Vô minh đó duyên cho hành. Thì hành ở đây đó đa số đó là phi phúc hành, chút chút đó là phúc hành. Chút chút là phúc hạnh, thành ra nó mới lăn trôi khắp các nơi vậy. Rồi hoặc mà ha, có thể đó là có phúc hành, có phi phúc hành, nhưng mà phúc hành phi phúc hành đó là không duyên cho giác ngộ giải thoát. Đó, cái thành ra là gì? Phi phúc hành rồi là bất động hành đó đó ha, dẫn mình lăn trôi khắp các nơi mà không có đưa đẩy mình đi vô chùa chiền, không có đưa đẩy mình đến gặp thánh nhân, gặp Phật. Yeah, gặp thánh nhân, gặp Phật. Đó thì thành thứ ra là gì? Khiến cho cái chuỗi luân hồi đó nó rất là bấp bênh. Có khi đó là gì? Đọa vào địa ngục. Có khi đó là đọa vào quỷ khổ, có khi đó là đọa vào súc sinh, có khi là đọa vào A-tu-la, cũng có khi đó là được sanh làm người hoặc là trời, nhưng mà người và trời đó cũng chỉ hướng đến là gì? Danh lợi thôi, chứ không có hướng đến là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát đó thì thành ra đó mình hiểu chữ an toàn từ xa về ở đây đó là người này nhận ra, thấy ra
cái dễ vui đó đó khiến cho người ta cứ phải bị lăn trôi ha, trong ba nẻo ha, sáu đường à, thì nó hết khổ này nó chồng chất đến cái khổ khác đó, cái người ta mới nhận ra được cái điều đó, cho nên đó là người ta quay ha, quay đầu hoặc là hướng cái tâm mình về Tam Bảo. Chỉ có khi nào mình quay đầu hay hướng cái tâm của mình về Tam Bảo, bái Tam Bảo là thầy, nương nơi Tam Bảo, y cứ Tam Bảo, học hành, thực hành, sống theo. À, sống theo. Thì khi đó đó mình mới có thể đi đến cái chỗ là giác ngộ giải thoát, hay là đi đến cái chỗ hết khổ. À, đi đến cái chỗ hết khổ. À, thì đó đó là an toàn từ xa về. Và khi mà sở hành vi lối sống của mình hướng đến giác ngộ giải thoát, đến đoạn trừ khổ đau vậy đó, nhưng mà cái nhân nó chưa có đủ, cái duyên nó chưa có đủ, thì lúc đó đó vẫn còn luân hồi tử sanh. Và khi mà luân hồi tử sanh đó, đó thì vì do sở hành hành vi lối sống của mình thuộc thiện, sở hành hành vi lối sống lành vậy đó, cái thành ra là sẽ có cái quả thiện quả lành đó. Thì cái quả thiện quả lành này thể hiện qua bà con nè, thân hữu, đây là cái quả ngũ lậu đó, đại ý là vậy đó xin thưa. Còn bây giờ đó nương theo cái đại ý đó chúng ta tán ra như thế nào đó cũng được, tán ra như thế nào cũng được. Thì bây giờ nếu mà chúng tôi tán nữa đó thì sợ nó lại lấn sân sang cái câu kệ tiếp theo. Thành ra đó là mới có thể kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện để chứng minh thôi. Là như chúng ta thấy ông Thamika nè, bản thân của ông, ông hướng dẫn vợ và các con của mình cũng có cái niềm tin nơi Tam Bảo. Khi mà có niềm tin nơi Tam Bảo thì tất yếu là phải xác lập, xác định cho được chánh kiến nơi Tam Bảo. Hai cái này đi chung xin thưa quý vị. Thì khi đó mới sống hết mình vì Tam Bảo. Và cái việc sống hết mình vì Tam Bảo đó mà chưa có đạt đến cái quả vị cao tột là A-la-hán đó, thì vẫn còn bị tử sanh luân hồi. Và khi mà còn bị tử sanh luân hồi vậy đó thì cái quả đó, nó sẽ trổ, nó chờ sẵn cho mình để mình thụ hưởng. Rồi nữa là ở trong đời sống hiện tại đó ha, chúng ta thấy đó, cái quả hủ lậu này nè ha, khi nãy chúng tôi nói đó là mình tạo do hai nhân. Một là mình tạo cái nhân lành nhân thiện, nhưng mà nhân lành nhân thiện đó đó không nương hay là không có dựa trên cái cơ sở Tam Bảo. Thì nhân lành nhân thiện đó đó cũng cho mình cái quả hữu lậu thù thắng, cũng cho mình cái quả hữu lậu thù thắng. Thành thử ra chúng ta mới thấy ở trong cái cuộc đời này ha, có những người đó chưa có sanh ra mà của cải tài sản đã để dành sẵn cho cái người đó. Như là ở Việt Nam nè, chúng ta thấy ông Dũng Lò Vôi nè, Dũng Lò Vôi là ở Bình Dương nè, ông chủ của khu chế xuất Sóng Thần. Giờ ông mới vừa mang bầu, bác sĩ khẳng định đó là con trai. Đó thì lập tức là đứa bé chưa có chào đời đó có được một số tài sản khổng lồ, đến mấy ngàn tỷ đấy xin thưa quý vị.
À, thì đó là cái quả nó chờ sẵn để cho cái cậu này sanh ra hưởng. À, rồi dĩ nhiên đó là sau này cậu này sanh là lớn lên hay có hướng đến tam bảo hay không đó, thì dĩ nhiên đây là vì tương lai mà làm sao mình biết được. Ở đây á, mình chỉ biết là cái quả hữu lậu vậy. À, rồi cũng có những người cũng tạo nghiệp lành này, nghiệp thiện vậy, nhưng mà hướng đến tam bảo. À, thì cái quả nó cũng phát sanh trước để cho cái người đó thụ hưởng. Ê, ví dụ như là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta này. À, khi mà ngài sanh ra đó, thì xin thưa quý vị là bốn hầm châu báu nó cũng sanh theo để cho ngài thụ hưởng. Để cho ngài thụ hưởng. Nhưng mà mình hiểu, mình biết ngài đâu có cần mấy cái đó. Nhưng mà nói như vậy đó để chúng ta hiểu rằng nè, mình tạo nghiệp lành, nghiệp thiện, tức là người tại gia cư sĩ đó ha, thì là bố thí nè, rồi tùy hỷ nè, rồi hồi hướng nè, trì giới nè, cung kính nè, phục vụ nè, tu tiến nè, thuyết pháp nè, thính pháp nè, cải chánh tri kiến, đây là 10 nhân phước đó. Thì 10 nhân phước này nè mà mình dựa trên cái cơ sở, dựa trên cơ sở tam bảo đó. Đó thì 10 nhân phước này nè nó cũng cho mình ra cái quả hữu lậu. Nhưng mà ngoài cho mình cái quả hữu lậu ra còn cho mình cái quả vô lậu. Còn cho mình cái quả vô lậu. Thì thành thử ra đó là chúng ta hiểu ra vậy, cái đừng có nghĩ đó mình làm phước mình hướng đến giác ngộ giải thoát rồi cái sau này mình sanh ra mình nghèo, sau này mình sanh ra mình không có sức khỏe, sau này mình sanh ra mình không thông minh, không phải. Mình không có cần nguyện tới cái quả hữu lậu thì cũng cứ có cái quả hữu lậu này như thường. Đó, với người sống lành, sống thiện, tức là có tạo có nhân phước vậy đó, thì cái quả phước sẽ trực chờ chờ sẵn chỗ sanh để cho cái người đó, đó thụ hưởng. Giống như đó là bà con hân hoan đón chào mừng người đó vậy. Thôi chúng tôi giảng nhiều nói nhiều đó là cũng đầy đủ ý nghĩa ở trong cái câu kệ Pháp Cú số 29 này rồi. Nếu nói nữa sợ lấn sân, thành ra ngày mai bà con chúng ta vào room để tiếp tục nghe câu kệ Pháp Cú số 220, thì lúc đó mình sẽ hiểu rõ hơn về cái hình ảnh ẩn dụ mà Đức Thế Tôn này đưa ra đây. Rồi chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 219. Tại đây phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều phần phước này đến toàn thể quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Và sa thú lần thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mic đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Tất cả hạnh phúc hoàn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.